Con ơi, bây giờ mẹ phải làm sao đi hả con? Tội nghiệp cho đứa con nhỏ dại, chỉ mới mấy tháng tuổi đầu đã phải chịu căn bệnh hiểm nghèo rồi. Ông trời ơi, ông trời ơi! Chứ nhìn con như vậy làm sao mẹ sống nổi. Kìa Hạnh, em khóc hả em? Dạ em đâu có khóc. Em đừng có giấu anh nữa, mấy bữa nay anh thấy em lạ lắm. Em có chuyện gì giấu anh hả Hạnh? Nói cho anh nghe đi em. Mình là vợ chồng mà Hạnh. Hạnh à, có chuyện gì em nói cho anh nghe đi Hạnh. Em nói đi em. Em nói là không có gì hết. Mà phải rồi, tôi đang buồn nè, tôi đang đau khổ lắm anh có biết không? Hạnh, có chuyện gì sao tự dưng hôm nay em lại? Tôi chọn lầm yêu anh, chúng tôi xuân quên dần đi. Lời em vừa buông ra anh mới nghe hay là chim bao. Lý do gì đắng cay cùng nhau? Phải chăng anh nghèo nên làm tủi thân vợ anh? Câu nợ đời dương chiều cánh mồ côi. Em nỡ nào quên nghĩa tình anh, lỗi gì em phũ phàng. Phải, anh làm chồng làm cha mà không tròn trách nhiệm. Anh không xứng đáng với em, nhưng anh yêu em mà Hạnh. Cũng bởi tôi ngu mới lạc lòng. Tình yêu đâu thấy đơm hoa khi nghèo sơ sát. Dẫu không kiếm tiền nhưng tình nắng sâu, cớ sao bây giờ em đành lòng quên câu sắc son. Thôi anh ơi nhắc lại mà chi, khi tình của đôi ta chỉ là mối tình
mà bảy tám năm qua chồng vợ yêu thương vẹn chữ chung tình. Dẫu cuộc sống khó khăn nhưng chúng mình hạnh phúc, hai đứa con chào đời thêm kết chặt nghĩa phu thê. Nhưng thực tế vì nghèo nên bé Út nó mới... Bé Út nó làm sao? Vì tụi nó không được cha nuôi đủ đầy sung sướng, tôi một mình phải gánh nặng lo toan, lỡ tụi nó bệnh đau thì lấy gì giải chương. Thôi em im đi. Thì ra đây là lý do em thay lòng đổi dạ. Tôi đâu phải mới nghèo, mới tàn tật đâu em. Dẫu tôi có thế nào chỉ tại tôi bán phước vô duyên, nhưng tội nghiệp cho con tôi là phải thiếu ăn thiếu học. Tôi khổ lắm anh biết không? Do biển do sông đâu dễ, do lòng thiên hạ chẳng gối bao năm mà em quá vô tình. Tôi có ngờ đâu người vợ tôi yêu hơn chính bản thân mình. Một phút đổi thay câu nhân tình thế thay, tôi phải làm gì? Đành ngậm đắng nuốt cay. Tôi hận lòng người mau đổi trắng thay đen, tôi hận thân tôi sao thấp hèn tủi nhục. Tôi ở bên anh vì muốn con mình có cha có mẹ, nhưng tôi đã lầm, anh không xứng bên tôi. Khi làm vợ tôi sao? Tôi không xứng đáng với em sao? Vậy thì em đi đi. Em đi đi. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi liền. Nhân ơi, mẹ xin lỗi con. Vĩnh biệt anh. Hạnh ơi, con ơi, ông trời ơi. Ông nội, ông thu cái hồn về giùm tôi một cái coi. Tối ngày lơ lơ lửng lửng như người cõi trên hả? Đã nghèo, đã xấu mà còn bị khùng nữa thì có môn mà hả? Bộ em chưa đủ thảm sao mà chị còn trù em nữa? Con Hạnh mà nó biết mày như vậy đó hả? Chắc nó... Chị làm ơn, đừng có nhắc cái tên Hạnh trước mặt em nữa. Thôi đi ông ơi, nhớ cái bà cố luôn bị đặt xào xào. Chị vui. Hết hồn mà quỷ. Trời ơi, tôi giỡn làm cái ghê vậy? Em xin chị đó, em không muốn nghe tới cái tên đó nữa. Nghe mà nhớ ngày nào cũng nhớ. Em gian sinh chỉ hại để lòng em yên. Tao có làm cái gì đâu. Người ta vì tham sang quên luôn câu đạo lý trên đời mà trái nghĩa vợ chồng. Hạnh là người thủy chung sắc son, bởi thương con nó mới đi vì con. Ruồng bỏ chồng bỏ con ở đây, câu sắc son nói ra làm chi? Trời ơi, ta nói nó tức. Đúng là trên đời không có gì giữ khó bằng giữ bí mật mà. Hay là thôi, nói ra cho rồi, chứ để trong bụng hoài nó khó chịu quá. Đức, thiệt ra là con Hạnh á, nó cũng gì á là mày á. Chị vui. Ủa, Hạnh, em về nào vậy Hạnh? Còn con bé đâu? Chị vui,
Em cảm ơn chị đã giúp em chăm lo cho bé Nhân và anh Đức. Mấy tháng nay á, nhờ có chị tới lui em mới được an tâm đó. Cô về đây để làm gì? Cô cũng biết thương thằng Nhân nữa sao? Còn tôi không cần cô phải lo đâu. Cô đi đi. Nhìn thấy mặt cô tôi đã muốn buồn nôn lên rồi. Cô mau đi đi. Đi theo tiếng gọi tình yêu của cô đi. Đức, nó thương chồng thương con nó mới vậy đó nghe mày. Chị vui. Thương chồng thương con mà bỏ theo trai hả chị? Trời ơi, thiệt đó là tức, tức quá đi thôi. Mày nghe lời chị đây, nó rất thương con, chịu thiệt thòi lâu nay. Xin chị đừng nói nữa làm chi, em bây giờ đâu phải ngày xưa. Đồ hư thân mất nết, cô thật đáng khinh thường. Đức, chị xin mày bớt nóng mơ, biết đâu có ẩn tình. Nghĩa vợ chồng chăn gối bao năm, hạnh thế nào mày không hiểu hay sao? Hạnh, sao em không chịu? Em chỉ về vì nhớ bé Nhân, rồi em sẽ đi liền. Trời ơi trời, tôi đành chịu bố tay. Chị vui, người ta đã muốn đi thì giữ lại để làm gì hả chị? Thằng Nhân nó đã có tôi, cô không cần phải lo cho nó. Còn đối với tôi thì cô bây giờ chẳng khác gì là một con điếm. Đức, mày đúng là hung dữ mà. Con nhỏ nó về thăm con nó, mày không cho thì thôi, có cần chửi con nhỏ cỡ đó không vậy mày? Em không có sao đâu chị. Nhưng mà chị thương em quá Hạnh ơi. Thôi thôi, tôi đủ mệt mỏi rồi, tôi đủ chán ngán rồi. Cô hãy mau đi cho khuất mắt tôi. Mau lên, cô đi đi. Chị vui, nếu thương em thì hãy giúp em lo cho bé Nhân và cả anh. Anh Đức, em đi nha chị. Hạnh, Hạnh, Đức, mày đã hiểu lầm con Hạnh rồi. Nó làm vậy là để có tiền cứu sống cho bé Út. Bé Út nó bệnh tim rất là nặng, nếu không chữa trị kịp thời là bây giờ mày đã vĩnh viễn mất đi một đứa con rồi đó. Trời ơi, vậy là tôi đã hiểu lầm vợ tôi rồi. Con của tôi. Hạnh ơi, anh sẽ đi tìm em. Hãy về với anh đi em. Hạnh ơi, trong niềm đau bởi em vô tình, em đành tâm bỏ chồng đi với ai. Hạnh ơi, anh vô tình, con mình đâu. Sau ta sẽ chia thương chồng tôi biết làm sao nói xa. Em giờ đây đâu còn như thuở xưa. Anh ơi, em là lẽ sống đời anh, là màu xanh cho anh nhiều mình đã bên nhau. Nghĩa vợ chồng tấm mặn hạt muối, chia đôi tình sâu nặng khó phai mờ. Đức ơi, em chẳng dẹn thủy chung thì anh đừng tiền lo cho con, em cam lòng thất tiếc.
cũng tại anh bất tài nên làm khổ vợ con. Anh có biết đâu em một mình ôm cay đắng. Anh ơi nếu thương anh xin em rộng lòng tha thứ. Hãy về bên nhau ta gìn giữ mấy gia đình. Thôi còn chi ngàn năm xa cách hết mong xuân dày. Sao nhìn con thương nhớ kêu khóc từng đêm. Mẹ con đâu sao bỏ rơi con. Nghĩa vợ chồng muôn thuở nào phai. Hạnh ơi nếu mang nợ người ta thì mình cùng gánh vác. Bé Út cũng là con anh mà em vẫn là vợ của anh. Lòng em nên đâu cản lối em về. Vậy thì lý do gì em cương quyết xa anh? Hay em đã hết yêu anh, hết thương con rồi hả Hạnh? Kiếp này hay vạn kiếp sau, Đức là chồng Hạnh, Hạnh mãi là vợ. Đức ơi, thân xác em bây giờ đã quen ố còn đâu. Dù trong trái tim em, anh là người em yêu duy nhất. Nhưng em không còn xứng đáng với tình anh nữa. Thân xác thì có đáng gì với cái nghĩa trăm năm của chúng ta. Em đừng mặc cảm á, mà gia đình này tan nát em à. Về đi em, anh và hai con luôn cần có em mà Hạnh. Hãy về với anh đi em. Em không thể về với anh được nữa. Xin anh hãy tha lỗi cho em. Hạnh, em đừng đi. Hạnh ơi, Hạnh ơi.